Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với bạn chiếc nồi cơm điện Nhật Bản do Jizushi. Đây là chiếc nồi có mã NPVI10TA. Thì nồi này hay được gọi với tên nồi là nồi con voi, rất nổi tiếng tại thị trường Nhật cũng như ở Việt Nam. Cái này nhập từ Nhật nên chúng ta là điện 100V. Đây là sản phẩm mới 100%. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem. Đóng gói sản phẩm thì có sách hướng dẫn, đây là cái tờ hướng dẫn nấu cơm. Rồi nữa là quảng cáo gì đó về ăn cơm. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng và các thông số nhưng toàn bằng tiếng Nhật thôi, vì đây là sản phẩm của thị trường nội địa. Cái nồi này có hai phiên bản LPV10 và LPVI18, tức là nồi 1 lít và 1 lít 8. Đây là phiên bản 1 lít. Chúng ta sẽ được tặng một cái muôi. Cái này chịu được 110 độ C. Và đây là chiếc nồi chúng ta. Thì chẳng có gì nữa cả. Rất là đẹp. Đây là nồi 1 lít. Đây là thông số của chiếc nồi này. LPVI10. Điện 100V và công suất là 1105W. Các thông số bằng tiếng Nhật thôi. Ở dưới đáy của nồi này thì bao giờ cũng có năm sản xuất. Đây là năm 2019. Các cái đồ điện tử Nhật thường có ký hiệu ở năm sản xuất ở dưới đáy. Đây là dây rút. Phía trên của nồi thì các bạn thấy có cái bảng điều khiển và hiển thị thời gian, các chức năng hẹn giờ, rồi các cái chế độ nấu vân vân. Thì để tìm hiểu kỹ về cái chức năng này, các bạn có thể xem cái clip của gia dụng nhà Việt cũng có hướng dẫn sử dụng cái nồi này rồi. Thì các bạn đơn giản thì các bạn chỉ có nút, đây là nút hủy này, đây là nút nấu và nút nấu nhanh. Ok, các bạn sẽ xem bên trong. Bên trong này thì ta thấy có được tặng kèm các cái đong gạo. Đây là cái cài thìa. Và đây là mặt trong của nồi. Rất là dày. Lớp chống dính rất là tốt. Và nồi này dùng nồi cao tần nên chúng ta thấy là không có cái mai xo ở dưới. Chúng ta sẽ thử cắm điện. Điện này 100V. Ok. Đây nút hủy này, hay là tắt này. Đây là nút bật này. Nó sẽ hiển thị thời gian nấu. Ví dụ đây là 60 phút. Ngoài ra thì bạn có thể điều chỉnh các cái chế độ nấu. Hiển thị ở đây. Ui. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái nồi cơm điện con voi 1 lít của Nhật Bản, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.